ăn trộm gặp ma. Không biết ông chủ làm gì vậy nhỉ? Shh, yên lặng nào. Ông chủ chuẩn bị đi đâu xa đó, chắc chắn chúng mình sẽ được đi cùng ông. Ước gì em cũng được đi nhiều như hai anh. Vâng, dạ được, tôi biết rồi. Chiều nay tôi sẽ có mặt trên đó. Được, tối nay tôi sẽ ở lại. Vâng. Ông chủ đi chắc mai mới về. Vậy thì càng vui chứ sao. Đêm nay chúng ta sẽ mở tiệc tưng bừng nào. Cái lũ nhóc này chỉ chực có thế. Vậy mọi người muốn xem chương trình gì nào? Tôi xem phim truyện nhé. Phim tình cảm đấy. Đúng đó. Tôi muốn xem chương trình phụ nữ. Con xem chuyên mục văn hóa, giáo dục. Con xem chương trình ca nhạc, thiếu nhi. Vậy thống nhất cứ xem mỗi kênh một lúc rồi lại chuyển kênh nhé. Hiện nay, trên địa bàn khu Thanh Bình đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp khá phức tạp. Đối tượng hiện vẫn chưa bị bắt. Vậy nên, chúng tôi cảnh báo người dân nên chú ý đề phòng bảo vệ tài sản. Này mọi người có nghe thấy không? Thanh Bình là khu nhà mình đó. Đúng vậy, con nghe ông chủ nhắc tên khu này với mấy ông bạn. Mọi người trật tự đi, hình như có ai đang nhìn vào nhà mình kìa. Tên chủ nhà đi vắng thật rồi. Tối nay mình sẽ lẻn vào xem có khoắn được gì không. Mọi người ơi, có khi nào chúng là những tên trộm mà bản tin trên tivi vừa nhắc đến? Nguy quá, làm thế nào bây giờ? Trốn thôi, đáng sợ quá. Các cháu bình tĩnh nào, bình tĩnh đi, không được hoảng hốt. Chúng ta chỉ là vật dụng thường ngày. Mấy tên trộm đó có vào sẽ không thèm để ý đến chúng ta đâu. Có điều, chúng ta phải cần đoàn kết lại để bảo vệ ngôi nhà này trong lúc ông chủ đi vắng. Đúng vậy, ông chủ đã đối xử tốt với chúng ta phải giúp ông chủ. Quả là không có ai ở nhà, thật là quá thuận lợi. Nào, anh em mình lục soát thôi. Gì thế? Mày sao thế? Có cái gì đâu mà phải rung như vậy? Tao có rung đâu. Thế sao nghe như tiếng răng va đập vào nhau vậy? Chắc chỉ là một con chuột thôi. Thôi, vào khoắn cho lẹ rồi con chuông. Mày có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Làm gì có? Đó, chẳng phải là tiếng dép sao? Sao mày bảo nhà này không có ai ở nhà? Tao nhìn thấy lão chủ nhà đi rồi mà. Không phải chứ, bọn mình đứng ở bên ngoài cả buổi chiều, có thấy ai vào nhà đâu. Chắc tiếng dép ngoài đường ai đang đi đó. Thôi, mày với tao cùng vào. Sau đây là chương trình Kể Chuyện Đêm Khuya. Cái gì đó? Mày điên hả? Khẽ khẽ cái mồm thôi. Hàng xóm phát hiện ra thì tôi chỉ là cái đài hỏng thôi mà. Mày ơi, nhà này như có ma ấy. Hay là thôi, bọn mình chuồn đi, sang nhà khác kiếm ăn. Nhà này đi vắng, thoải mái mà cãi phá không muốn sao? Chẳng mấy khi có cơ hội thế này, đừng có mà bàn lui. Gầy ơi! À, trời ơi! À, không, đừng lại đây! Đó, bắt lấy trộm bà con ơi! Hay quá bác à, thế mà nhà em lại không mất gì chứ. Lúc tôi về nhà, nhìn cửa nhà tan hoang, tôi cứ tưởng quả này trộm khoắn sạch rồi. Ấy vậy, chẳng những không mất gì, mà còn được tin là hai tên trộm đó bị bắt. Vui thế chứ. Tôi thấy mọi người bảo, lúc bắt được hai tên trộm đó, mặt chúng hoảng lắm. Như kiểu vừa bị dọa cho nát thần hồn, thần tính ý. một tên còn ngất xỉu nữa cơ. Các cụ nói không sai, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Điều quan trọng nhất. Nhà mình năm nay được mùa, không lo bị đói nữa mẹ nhỉ. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đã vì con mà quá vất vả. Lẽ ra mẹ phải được nghỉ ngơi rồi. Con thật bất hiếu, vô dụng. Mẹ anh thể chất yếu, lại lao động vất vả nên bị suy kiệt trầm trọng, khó có thuốc để hồi phục. Tôi nghe nói đỉnh núi phía Tây có giống hồng sâm quý. Nếu anh muốn cụ chống hồi phục thì phải kiếm được về sắc uống 3 ngày 3 đêm. Sau đó tịnh dưỡng thêm mới có thể khỏe lại được. Trời, đỉnh núi đó cao lắm. Nhưng bằng mọi giá mình phải kiếm được sâm núi về cho mẹ. Cố lên, mình sắp lên tới đỉnh rồi. Đau quá, làm sao đi tiếp đây? Đây chẳng phải là cây sâm ư? À ha, đúng rồi, đúng là sâm núi rồi. Mẹ ơi, mẹ được cứu rồi. Tôi xin lỗi. Không có gì, cũng chỉ tại trời tối quá. Anh không sao chứ? Chân anh sao lại chảy máu nhiều thế kia? Ngồi xuống đây để tôi giúp bó lại cho. Tôi đã đắp lá thuốc cầm máu rồi, sẽ ổn thôi anh bạn ạ. Cảm ơn anh, mà anh là thầy thuốc sao? Ồ, tôi mới chỉ là thầy thuốc tập sự thôi. Tôi là con của Lan Hiếu trên huyện. Hôm nay tôi lên ngọn núi Tây này kiếm lá thuốc cho cha. Giờ tối rồi, tôi phải về thôi. Mà giỏ của anh đứt quai rồi kìa, để tôi giúp anh buộc lại. Trời, đây chẳng phải là hồng sâm trên đỉnh núi Tây hay sao? Mẹ tôi lâm bệnh nặng, thầy thuốc nói phải có hồng sâm trên núi này sắc uống mới có thể bình phục. Thật may là tôi đã tìm thấy, mẹ tôi có thể được cứu rồi. Đúng vậy, đây là loại hồng sâm rất quý, rất nhiều năm mới xuất hiện trên đỉnh núi Tây này. Cha nói, chỉ khi nào kiếm được loài hồng sâm quý trên ngọn núi này thì cha mới bắt đầu truyền nghề cho mình. Nếu mình bỏ qua cơ hội này thì không biết chờ bao lâu nữa mới kiếm được. Anh có thể bán lại cho tôi củ hồng sâm này không? Bán lại cho anh. Đây là số tiền tôi sẽ trả nếu anh bán cho tôi củ hồng sâm này. Nhiều vậy sao? Số tiền này có khi làm cả năm cũng không có được. Nếu có nó, mình có thể mua được nhiều thứ cho mẹ. Chẳng phải mẹ không có bộ quần áo nào tươm tất sao? Rồi cả căn nhà nữa. Mình đã định sửa nó bao nhiêu bận rồi mà chưa bao giờ có đủ tiền. Hay là... Sao? Anh đồng ý chứ? Nhưng nếu mẹ không qua khỏi thì những thứ đó phỏng còn ý nghĩa gì? Tôi biết đây là món tiền lớn và nó sẽ giúp tôi làm được nhiều thứ. Mẹ con tôi sẽ sống sung sướng. Nhưng chỉ có củ hồng sâm này mới giúp được mẹ tôi thoát khỏi cơn nguy kịch. Còn tiền cũng quý, nhưng nó không phải là điều thiết thực với tôi trong lúc này. Tôi không thể bán cho anh được. Ít quá ư? Nếu anh chê ít thì tôi sẽ trả thêm cho anh khi anh trở về nhà. Thôi muộn rồi, tôi phải về. Mẹ tôi chắc đang mong tôi lắm. Chào anh. An ơi, nhanh lên con, mau ra đồng thôi, không mặt trời lên quá con sào rồi. Vâng, con ra ngay đây mẹ. Tình yêu mùa gió. Bản tin dự báo thời tiết. Ngày mai 25 tháng 11, khu vực Tây Bắc Bộ sương mù nhẹ, mưa rải rác. Khu vực Đông Bắc Bộ có gió mùa Đông Bắc cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Mai có gió mùa, lát con nhớ nhắc mẹ chuẩn bị áo ấm sáng còn mặc đi học con nhé. Vâng ạ. Hôm nay vẫn còn ấm, mà mai đã lạnh đột ngột thế sao ba? Ừ, gió mùa Đông Bắc về đột ngột con ạ. Thế nên hôm nay mới nóng và khó chịu vậy con ạ. Nhiều người không coi tivi, không mang theo đồ ấm, dễ bị cảm lạnh lắm. Con không được chủ quan, phải mang áo ấm đầy đủ đấy. Ồ, anh Đức con. Đây là mùa đông đầu tiên anh Đức đi học xa nhà ba nhỉ? Ở xa, lại bận học. Chẳng biết anh còn nhớ và yêu quý con như ngày xưa nữa không ba nhỉ? Sao con lại nghĩ thế? Để ba điện cho anh. Ba sợ nhỡ anh con đi học suốt ngày, chẳng để ý gì đến đài đón. Nhỡ không biết mai có gió mùa về thì khổ. Alo, ba đấy ạ? Ừ, Đức đấy à, ba đây. Ba gọi cho con có việc gì thế? Ba mẹ và em Thơ vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, ba mẹ và em vẫn khỏe. Ba nhắc con ngày mai có gió mùa Đông Bắc đấy. Quần áo rét đã đủ chưa? Tối ba bảo mẹ chuẩn bị gửi thêm cho mấy cái nữa. Ồ, năm nay gió mùa về sớm quá ba nhỉ? Hôm đi con mang nhiều áo ấm lắm rồi, ba mẹ đừng lo. Mà ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hình như gió mùa bắt đầu về rồi đấy ba ạ. Chưa đâu con. Đấy là do ba quên không đóng cửa nên gió lùa đấy. Alo. Alo. Ồ mẹ à, mẹ có khỏe không ạ? Anh đừng lo, mẹ khỏe, không sao đâu. Mẹ vừa nghe đài báo sắp có gió mùa Đông Bắc về. Anh cần giữ ấm chân, ấm phổi, kẻo tật cũ năm xưa tái phát. Mẹ lo cho anh lắm. Nhắc cả vợ con nữa biết không? Mẹ đừng lo cho chúng con không sao đâu. Mẹ nhớ giữ ấm đấy. Chú Út đã lồng chăn bông cho mẹ chưa? Út nó lồng chăn bông cho mẹ từ mấy hôm trước rồi. Sao mà mẹ không lo cho được? Ngày xưa cứ mùa đông lạnh là chân tay anh lại lạnh giá, rồi bệnh viêm họng tái phát. Vâng, con biết mà. Con sẽ giữ sức khỏe. Mẹ cũng vậy mẹ nhé. Bà nội phải không ba? Sao hôm nay bà gọi điện muộn thế ba? Ừ, bà nội gọi nhắc nhà mình có gió mùa Đông Bắc về. Chắc bà cũng vừa nghe bản tin dự báo thời tiết. Ồ, nhà bà nội, nhà mình với nơi anh Đức học có gần nhau không ạ? Không gần đâu con ạ. Nhà bà nội cách nhà mình hơn 1.000 cây số. Còn chỗ anh con học thì cách nhà mình 400 cây. Gió mùa Đông Bắc thổi qua cả ba nơi sao ba? Ồ không, gió mùa không thổi trên diện rộng đến như vậy. Nhưng chỗ anh con học là chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Vậy nên vừa nghe xong bản tin dự báo thời tiết là ba gọi ngay cho anh. Nhưng sao cả bà nội cũng ngay lập tức gọi cho nhà mình? Gió mùa Đông Bắc không hẳn sẽ thổi quệt qua cả ba nơi. Nhưng sự quan tâm, lo lắng, tình yêu thương thì luôn vượt qua mọi khoảng cách địa lý, con gái ạ. Vừa nãy anh Đức nói đã gửi bưu điện về cho con một chiếc áo len màu hồng và cả mũ len hồng nữa đấy. Anh còn nói đã mua tặng cho con bằng tiền học bổng kỳ học đầu tiên của anh ấy. Ôi, thích quá, thích quá. Anh Đức vẫn nhớ con thích màu hồng nhất. Vậy là mùa đông này con đã có áo hồng để diện rồi. Vậy giờ con có còn lo anh học xa nhà sẽ quên mất con, sẽ không yêu con nữa không? Con không lo nữa đâu ba. Ba vừa nói với con, sự yêu thương có thể vượt qua mọi khoảng cách mà. À, ba ơi, con đang nhờ mẹ dạy đan len đó. Con sẽ đan găng tay cho cả nhà mình ba ạ. Mùa đông năm nay, ai cũng sẽ được ấm áp. Con gái ngoan lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.